Người hâm mộ xót xa bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ tài danh Thanh Kim Huệ qua đời ở tuổi 68 vì bạo bệnh. So với các nghệ sĩ cùng thời, nữ nghệ sĩ có chất giọng cao vút, ngọt liệm, không lẫn với bất cứ ai. Nhưng từ hôm nay, giọng ca vàng buộc phải ngừng ngân nga do quy luật sinh lão bệnh tử của cuộc đời. Thanh Kim Huệ, tên thật là Bùi Thị Huệ, tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có hai chị em gái. 7-8 tuổi đã lên sân khấu diễn các giai đào con, tỳ nữ, múa hát. Trong thế hệ nghệ sĩ cải lương trưởng thành giai đoạn giao thời ở cột mốc năm 1975, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ được xem là một trong những giọng ca nữ nổi bật với chất giọng cao vút mà ngọt liệm. Tên tuổi của nữ nghệ sĩ nổi bật từ khi ra mắt ba bài tân cổ Biển Tình, Yêu Lầm, Nhớ Người Yêu cùng với nghệ sĩ Minh Dương được khán giả yêu thích. Đây là cột mốc mở đầu cho hàng loạt những bài tân cổ giao duyên các nghệ sĩ thực hiện sau này. Sau đó bà tiếp tục ghi dấu kết hợp với nghệ sĩ Chí Tâm qua vở Chuyện Tình Lan và Điệp. Bà và chồng là nghệ sĩ Thanh Điền cũng từng gây tiếng vang với vở Ngao Sò Ốc Hến. Giai nàng Thị Hến của bà trở thành giai kinh điển mà nhiều nghệ sĩ thế hệ sau này diễn lại vẫn khó thể vượt qua. Cho đến nay, giọng ca ngọt ngào của Thanh Kim Huệ vẫn làm khán giả say đắm qua nhiều băng đĩa, tuồng tích kinh điển. Khoảng năm 1978 đến năm 1979, bà và nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu thâu bài Chợ Mới của soạn giả Trọng Nguyễn. Bài ca cổ nhanh chóng trở thành bài tủ của nhiều người dân Nam Bộ và được yêu thích cho đến tận bây giờ. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Ra bờ sông như hè lứa đôi, mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi. Sao nước trôi xuôi dòng sông linh gắn bó bền bỉ hơn 50 năm với nghề và ra đi đột ngột. Sự vắng bóng của nữ danh ca Thanh Kim Huệ với nhiều đồng nghiệp và người mộ điệu cải lương sẽ là khoảng trống khó thể lấp đầy. Cuộc chia tay với một tài hoa làm lòng người khó tránh luyến tiếc và hụt hẫng. Nhưng người ra đi, giọng ca còn ở lại. Tiếng hát của bà mãi mãi sẽ ở trong lòng công chúng và nhận về trong đầy tình cảm mến thương.